Mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm xoài trộn nha. Ở đây là có đậu phộng, ớt, tỏi, tàu kỳ cộng, vài lá xà lách, rau húng quế, một trái xài keo. Đậu hũ mình sẽ sắc lát mỏng rồi mình chiên rồi. Bây giờ mình bắt cái chảo lên mình chiên tàu kỳ cộng nha. Bây giờ mình đã chiên mì căng xong rồi các bạn. Cái này tàu hủy kia cộng chứ, tàu hủy kia cộng tươi nha. Bây giờ bắt đầu mình sắc nha. Các bạn ăn cái này giảm cân kết quả nha, rất là ngon luôn. Giòn thơm ghê luôn. Nhìn thấy hấp dẫn ngon ghê hả các. Bây giờ mình cho vào đây nửa muỗng canh đường nha. Nửa muỗng canh đường. Một muỗng canh nước mắm. Mình cho vào đây nửa muỗng canh tương ớt. Cho vậy một muỗng canh hành phi. Bây giờ mình trộn đều lên. Mình không cho chanh, cho giấm, cho tắc gì hết nha các bạn. Tại này xoài của mình đã chua ngọt rồi. Mình trộn đường với nước mắm vô là nó đã vừa rồi. Nó sẽ ra nước cái xoài là nó đủ ngon rồi nha. Bây giờ mình sẽ chan lên nè. Như vậy là vừa luôn nha. Các bạn thấy ngon chưa? Hấp dẫn luôn. Rồi, món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Đơn giản mà ngon nha. Các bạn nào mà cô chú anh chị em nào mà còn nhậu, còn uống bia, có thể mình làm một dĩa như vậy sương sương cũng được nha. Rồi mình làm thì mình ăn cơm cũng được. Mình ăn chơi cũng được nha. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.